đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. 10 tháng khai thác tạm cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xảy ra gần 100 vụ tai nạn. Ngày 12 tháng 3, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE đã có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về tình hình giao thông cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trong thời gian khai thác tạm. Cụ thể, sau hơn 10 tháng đưa vào khai thác tạm cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, VECE ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua trạm thu phí tạm tại km 94 450 đạt hơn 5,3 triệu lượt xe trên một ngày đêm. Ngoài ra, cũng ghi nhận đã xảy ra gần 100 vụ va chạm, tai nạn giao thông làm 7 người thương vong, phương tiện hư hỏng gần 400 chiếc, xe máy và người đi bộ lên cao tốc gần 500 vụ. Mặc dù tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mới đưa vào khai thác tạm, nhưng đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại hậu quả đáng tiếc. Các vụ tai nạn xe nghiêm trọng hầu hết xảy ra giữa xe tải, xe container, xe khách. Trong đó, một vụ tai nạn do người điều khiển xe đạp đi vào cao tốc. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, VECE đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận hỗ trợ tuyên truyền người dân tuân thủ quy định về an toàn giao thông, những lưu ý khi lái xe trên đường cao tốc.